Tao tao đeo tại sao nó có mỗi cái này thôi, trông nhìn trông rầm rầm chứ quay video đi. Đây, con này là đeo lát tiêu 7300 này. Con này nó còn có backlit này. Định sạch cái backlit này. Con này backlit này nó chưa sạch ra. Đây ship con này bảo hành đến cuối tháng 10 2023. Xuất xưởng ngày những cái dòng này dòng CDO ship đặt hàng trực tiếp đây. Còn những cái dòng mà nó ghi cấu hình bên ngoài đấy, những hàng nó mua hàng lô đặt hàng nghìn chiếc giống như siêu thị điện máy của Việt Nam bán cấu hình nó ghi luôn bên ngoài. Hàng này hàng CDO thì nó có backlit riêng thì cái cấu hình nó để backlit này. Dòng này mà ai mà bia mà đặt nữa phải chờ 40 ngày mà giá không được như này. Còn cái giá trên website mình tính ra là lắm. Đây con này về 3 chiếc. Số lượng 3 chiếc. Đây bạn nhìn xem cái backlit của nó. Tiếp mình photo cho bạn một tròn. Con này con số 1. Thì nó bao giờ nó làm chung backlit với nhau, nó ship một phát 3 chiếc thì là 3 chiếc. Thì con số nó có số sơ cấp các cái mình vừa chất 4RR thì con số 1 đây này, con số 1 bao giờ nó có thể rất thích đấy là cuối thùng đi. Nó tiết tiêu 1300 con vậy. Anh biết mở thùng đấy, đây là cái đường nét đấy. Đấy cái hàng này là nguyên phong từ trực tiếp từ đeo USA nhé. Nếu sai không phải hàng một thì toàn lại tiền và đến 300 đô. Nếu mà sai thì có được tiền thôi. Nếu mà không phải đấy giấy tờ tất cả mọi cái là nguyên bản trong cái này có gì có như chi như thế có cái tên sản là như sản đây này sản oval này sản oval này các bạn là sản 65 mốt sản oval 65 mốt dây nguồn tròn đây các bạn để các chi tiêu cái liên phong của nó nhưng nó chỉ có băng dính thôi, nó chỉ có liên phong bên ngoài thôi. Nó chỉ có băng dính thôi. Đặc biệt thằng đeo này, pin của nó bây giờ được khoảng 30-40% rồi, nó có 30-40% rồi. Ôi giời, iPhone 10 nó khác iPhone 8. Ôi, cái bản này mở nhẹ nhàng. Tôi bỏ vào carbon luôn này. Bỏ đẹp. Cái này, cái đặc biệt của thằng đeo này là nó kích hoạt của nó lần đầu tiên lúc bật lên là phải cắm điện. Đây này, bật lên không lên, mặc dù là 30-40% rồi, bật không lên. Con này một cái cổng Thunderbolt này. Đấy, sạc thì sạc giống như sạc đời trước thôi. Cái bản lề nó đưa xuống phía dưới này. Cái này có cổng HDMI USB này. Đấy, nó mở như này. Nó mở tối đa nó mở được hơn 180 độ như này. Và camera của nó có nút gạt camera để bí mật đây này. Nó thiết kế thêm. Bên là cổng USB. Cổng nó thì thế thôi nhưng mà chất vỏ nó sẽ khác hẳn. Chất vỏ carbon, lớp carbon nhìn rất là rõ. Nó xịn. Dòng này dòng cực kỳ bền. Nhìn lặng thì con này chỉ lặng tầm khoảng 1,2 cân thôi. Mặc dù nó 13 dòng rất là. Đây cái số service tag nó phải trùng số với thùng 4NR IK 63. Đấy, trùng số với thùng cả số giống con tay út nữa.
với út là khi bút lên bấm F2 đít này nó hơi phát rát. Em cần kiểm tra xem có vết gì va đập này, có vết sử dụng gì chưa. Sau đó lúc về rồi sao nó móc cho nó móc cái kia không kiến cáo được. Móc là do mình. Kiểu vỏ vỏ carbon bền lắm. Nhẹ. Ok. Cái tiền nó cũng nhỏ. Bò bé. Mà nó mới có thiết kế thêm cái này nhỉ. Camera gạt đấy. Đang có đâu, nó vô đâu có. Đang mắc dòng kia nó bằng 1 năm. Cái này là núi máy chiếu, thoải mái đúng không? Có, cái cổng HDMI, cổng Thunderbolt này nó ra nhiều cổng. Rồi, bây giờ mình cắm vào, rét qua trong cái bãi ốt. Bãi ốt này bật lên khi nào nó hiện lên chữ đeo thì bấm F2. Lớp 2 này mà vừa kiểm tra nó tốt. Kiểm tra nó tốt là chuẩn nhất. Tại vì kiểm tra vào trong nó không đâu. Nhiều khi nó thất việc nó tốt rồi. Đây 4RIK63. Con này RAM 16GB này. Nó vẫn còn một khe trống. Con này 2 khe 2 khe nó mới cắm. Nó mới cắm một khe thôi. Mình có thể nâng cấp lên được 32GB. Coi 7, 8, 6, 65U. Đấy, ổ cứng 256 đấy. Ổ cứng con này là chuẩn PCIe, là chuẩn cao nhất bây giờ, cao nhất của dòng này. Nó bỏ PC tốc độ thấp hơn. Đúng chuẩn. Rồi, đây. Mình sẽ tắt video đi, video quay đến đây làm cái backup cho khách hàng. Về sau để vì sau khi nào anh lỗi phần mềm hoặc là có antivirus ấy nó bị virus ấy mang đây bên này sẽ làm dùng cái phần mềm backup của mình đã backup để sửa lại là xong, mất 15 phút thôi. Một giới thiệu thế thôi, xin chào, cảm ơn. Hàng xịn nhá, cam kết nếu có sai thì mang hoàn tiền và đền bù 300 đô. Đấy, cam kết hàng loại một từ xuất xứ từ Dell Utah. Patrick kia thì khỏi phải trách gì.